Chào các bạn nha. Wow, các bạn ơi. Wow, ở đây mình tìm thấy rất là nhiều đồ chơi này các bạn ơi. Wow, mình thấy có rất là nhiều con đồ chơi, con vật rất là đã luôn đây này. Wow, mình thấy có một cái con ở đây có cái sừng rất là to luôn này các bạn ơi. Wow, hình như là một con hổ sừng lâm này sao đó các bạn. Wow, để mình xem thử nha. Wow, đây là một con hươu này các bạn ơi. Wow, đây là con hươu cao cổ nè. Ai cha cha, một con bò. Wow, con gì đây, có rất là nhiều cái chân nè. Wow, là một con bạch tuộc các bạn ơi. Wow, một con cua hoàng đế nè các bạn ơi. Wow, con bọ ngựa. Wow, một con trâu khổng lồ. Đồ chơi con trâu này rất là đã luôn các bạn ơi. Wow, trâu bơi nước luôn. Wow, một con voi nữa nè các bạn ơi. Đồ chơi đi tắm rửa bơi nước luôn. Wow, con gì đây dài dài nè các bạn ơi. À, mình biết rồi, đây là một con rít nè các bạn ơi. Chú. Wow, một con dê. À, một con chó nữa nè các bạn ơi. Wow, lại con hươu cao cổ nè. Ấy, lại có một con hươu cao cổ màu vàng nữa nè các bạn ơi. Ha ha, đã nha. Ấy, cha cha, một con thỏ ngọc. Wow, tâm anh. Một con chuột các bạn ơi. Ha ha, một con chuột nhát nè. Wow, một con tôm hùm Alaska. Wow, còn bao đốm các bạn ơi. Ai còn gì đây? Bác ơi, con nhìn cái tay của mình. À, con này có rất là nhiều cái răng sắc nhọn luôn này các bạn ơi. Wow, hàng gì nó cán cái tay của mình. Ha, xem thử, đây là một con cá hổ các bạn ơi. Ha, cá đi bơi đi. Wow, để mình xem thử nè. Ai, một con lợn rừng. Wow. Một con khủng long cổ dài các bạn ơi. Chú. Wow. Một con hổ sừng lâm. Wow, nó gầm to quá các bạn ơi. Wow, hổ sừng lâm gầm rất là bự luôn. Wow. Hey. Ha, mình thấy có một con ngựa. Croc 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 croc. Chú. Wow, đồ chơi con ngựa nữa này các bạn ơi. Croc 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 croc. Wow. Chà, một con khủng long bạo chúa nữa này. Wow, mình thấy bên kia có một bạn rùa. Bạn rùa đi bơi đi tắm thôi. Hey, mình thấy có một con chó các bạn ơi. Để mình xem thử nè. Wow, đây là một đồ chơi chó cứu hộ. Đây là chó cứu hộ Rappu. Wow. Một con gà trống màu đỏ. Một bạn sư tử mẹ này các bạn ơi. Wow. Đồ chơi khủng long bạo chúa. Xịn sò chưa. Wow, kiểu rất là to luôn. Chú. Wow, đồ chơi con rồng. Wow. Một con bọ cánh cứng các bạn ơi. Chú. Wow. À, một con hà mã, cái miệng rất là to luôn này các bạn ơi. Wow, có 4 cái răng, 2 cái răng trên và 2 cái răng dưới. Chú. À, một bạn ngựa vàng. À, ngựa vàng. Croc 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 croc. Chú. Ha. Hey. Wow, lại đồ chơi khủng long bạo chúa này. Khủng long bạo chúa này có rất là nhiều cái răng luôn này các bạn ơi.
Chú. Wow, ở đây còn nhiều lắm. À, một con ngỗng. À, con ngỗng sẽ đi bơi đây. Chú. Wow, dính luôn cái chân lên luôn. À, wow. Một con tiger. À, một con hổ. Chú tệ của xinh lắm các bạn ơi. Chú. Wow, một bác gấu nè. À, đây là bác gấu. Bác gấu đi tắm thôi. Wow, mình thấy có một con gì đây. À, lại khủng long bạo chúa các bạn ơi. À, khủng long này kêu được nè. Wow, khủng long đi bơi luôn. À, trên này mình thấy có một con gì đây. Wow, để mình xem thử này. Wow, trên này có một con nhện nữa này các bạn ơi. Wow, đây là một bạn action. Wow, bạn action đi bơi nè. Wow, mình thấy còn một con gì ở đây. À, các bạn ơi. Wow, đây là một con bò sữa Hà Lan. Wow, bò sữa màu trắng và màu đen nha các bạn nha. Wow, rất là nhiều đồ chơi được xuống cái lũ nước tắm rất là mát luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ tắm sạch sẽ cho con vật nha các bạn nha. Bye bye.